ally has been defeated. Enemy double kill. Enemy triple kill. Legendary. Nghe sừng sàng thấy trong lòng nó ứa ghen, ứa lộn ở chứa trang. Tết đến xuân về shop trồng thuốc TV chấp cơm xả 1.000 à, 10.000 ít giá rẻ trên cơ thị trường. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với người ta hãm hiếp. Ý lộn là hãm hại. Ôi trời ơi, mới lên cắm con mắt mấy cái ông này bên kia đó chơi chiến thuật là ép lên rồng trước kìa. Này này thôi, đứng lại bánh bèo, giật chồng chế rồi mày. Mày đứng. Trời ơi, mẹ không chịu đâu. A few moments later. Nhà cửa tan quen hết trơn rồi. Đầu game phít mạng liên tục. Nhà thì không còn gì cả. Và team bên kia hầu như đang ở một cái thế thượng phong hơn team của chúng ta rất nhiều. Thì chúng ta cần phải làm những gì? Đó chính là nội dung trong clip hôm nay. Và trước khi bắt đầu clip hôm nay, đừng quên đọc châm ngôn đầu tiên khi chúng ta đến với set đồ của Sông Z TV là gì ạ? Được tua clip dù chỉ là một giây. Nói về lượng vàng hiện tại, nói về chất tướng và thậm chí nói về lượng kinh nghiệm, lượng level hiện tại thì chúng ta hoàn toàn thua Roker về mọi mặt trong tình huống đây. Và nếu như muốn solo thì bắt buộc chúng ta phải thật khéo léo trong tình huống này nha. Điểm mạnh của Roker đó chính là bắn áp sát chúng ta, vì thế các bạn phải giữ khoảng cách cho mình nha. Mình sẽ vận dụng bức tường này để làm rào cản. Thành công, chúc các bạn tập luyện hiệu quả. Thôi trời ơi, căng quá. Cách mà các bạn đối phó con Roker là các bạn nên giữ khoảng cách với nó nha. Đừng để cho nó áp sát các bạn nha. Nó áp sát nó thục một phát là to luôn á. Đây bây giờ dân tiện bên kia nó chết, mình phải tranh thủ di chuyển qua rừng bên kia. Mình cướp được cái gì thì cướp, ăn được cái gì thì ăn, để mình lật ngược lại lượng vàng nha. Đây, và mình xin chào mọi người nha. Quách rồi shopper giờ quên chào các bạn luôn. Đây và mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng quan viên hai họ cùng quý vị đại biểu, cùng quan khách dòng nội ngoại hai bên nha. Này, cảm ơn các bạn và chào các bạn đã đến với cái set đo, đến với clip hợp đây của mình nha. Và nội dung trong clip hợp đây chúng ta, ở đây mình đang ba đội tại nè. Rách à, về nhà, trời ơi, ngọt sớt luôn các bạn ơi. Quá đã luôn á, con này các bạn ba nội tại nha. Các bạn lướt chiều cuối lên á, các bạn bắn đơn mục tiêu nha. Gặp mấy cái con đầu pháp sư hay là xạ thủ mà nó máu mỏng mỏng á, các bạn lướt lên bắn phát là coi như chết luôn đó. Khỏe lắm. Đây các bạn ơi, và trong clip hợp đây nha, các bạn có thể thấy là ở trong giai đoạn đầu game á, chúng ta hầu như là bị team bên kia ép rất nhiều. Tại vì sao ạ? Cái chất tướng bên kia và bên kia áp dụng cái chiến thuật là ở giai đoạn đầu game nó đi bình liên tục luôn à. Cái đen rồng của mình nha, mình bị bên kia nó phá trụ nát bét rồi. Và thậm chí là nó còn giết mình rất là nhiều luôn á. Mà không những riêng mình nha, đồng đội của mình cũng vậy. Ui chết, ô mẹ, đang nói chuyện coi anh tới. Bình tĩnh. Trời ơi, vừa mới lật ngược lại một tí xíu, bây giờ bị chết nữa rồi. Trời ơi, mẹ không chịu đâu. Bắt đền cho bé đi. Khi chơi Lindis hãy thường xuyên sử dụng chiêu 1, đừng có gì phải tiết kiệm nha. Nếu như các bạn cảm thấy những bụi lùm đào khả nghi, thấy eo su rồi, mình dí luôn. Mình thấy vị trí của Yata chọi chiêu 1, chiêu 2 về hướng của mình, nhưng bạn ấy hoàn toàn không sử dụng chiêu cuối mà bạn ấy tốc biến để chạy, khả năng rất cao. Yata không còn chiêu cuối nha, mạnh dạn tự tin truy sát luôn cho mình. Thành công rồi, bây giờ mình sẽ về bụi xanh team bên kia và cướp. Trời đất ơi, ăn hiếp bé hả mày. Rồi, tranh thủ đó chết, mình sẽ di chuyển luôn được đó nha. Farm được cái gì là farm, vét được cái gì là vét hết trơn luôn. Này, bầy lính như này nè, tại sao không farm mà đi đánh nhau làm gì nó, đúng không? Ăn một bầy lính là gần 200 vàng rồi, là coi như các bạn gần ăn một mạng luôn rồi. Đấy, bây giờ nè, mục tiêu rồi gì nè, rồng rồi gì ra là ăn hết trơn luôn. Đi AD nha, thường thường ấy, mình đi AD hay mình đi top vậy, những cái mục tiêu nào mình nhắm mình tự ăn được là mình tự khắc mình vô mình ăn luôn, chứ mình không có chờ thằng rừng gì hết trơn nha. Các bạn cũng nên tập cái thói quen đó nha. Này, chim rồi gì nè, chim chóc rồi gì ăn hết trơn. Không trời gì, nè chim một bật chép. À biết ngay mà. Trời ơi, né nè bạn ơi. Ngon lành liền không? Đấy, liền đấy, các bạn cũng thường xuyên spam cái chiêu 1 nha. Những cái lụp nào các bạn cảm thấy khả nghi thì bật chiêu 1 chết đại đi, đừng có tiếc chiêu 1 nha. Eo su bạn ơi, quẹ đi đâu? Trời ơi, quẹ cái quần chài. Ai ai ăn luôn hả? Thôi kệ không sao, ai ai lên đầu mình hồi nãy giờ nó cũng phụ mình, các bạn nên thôi cho nó ăn nha. Đây, cướp hết trơn. À, Omen giữ khoảng cách nha. Đó, đánh liền đít các bạn sẽ giữ khoảng cách đi. Đừng có cho nó áp sát các bạn, đừng cho con nào nó đụng được cổng tóc của mình trơn á. Cứ giữ khoảng cách, cái tầm bắn càng xa càng tốt nha. Nó không đụng được các bạn là hầu như các bạn sẽ trên kèo được rất là nhiều con luôn.
Rồi bây giờ tranh thủ mình cướp tài nguyên nè, bùa đỏ ăn hết trơn nó. Chừa lấy cái gì hết trơn á. Tại vì sao ạ? Nó chết rồi, vàng của nó đang đóng băng, còn mình còn sống thì mình tranh thủ mình cướp hết trơn. Cướp như vậy đi, vàng của mình càng lúc càng lên, vàng của nó càng lúc càng thấp. Lát hồi nó vô được nó rừng của nó cũng chả còn gì trong này cho nó ăn hết trơn nha. Như vậy thì các bạn lật ngược lại lượt lượng vàng chứ. Để thịt điên đây, làm gì này trời ơi. Đầu game ban khiếp tôi, bây giờ tôi có đồ rồi nha. Từ giấy bạn vô đây, đây bùa xanh nè, ăn luôn, chờ chóc đó gì. Ê, eo su hả, mình đánh người trước nha. Quẹ, cái, quần, chai, trời ơi ngon, da ta bay lên đây, đúng rồi. Rồi mày gớt xuống mày thấy ngựa mày tao, que cái quần bài, rồi ngon lạch luôn. Đầu game ban khiếp tôi hả, bây giờ tôi xanh lên một cái, tôi bắn nét sợ hết mấy nơi này. Này vô đây mình cướp rừng nha, bùa xanh tới nè, cướp luôn. Đó thấy chưa, cướp như vậy thì làm gì mà nó xanh được. Nấy như vậy thì lát hồi các bạn mới xanh ngược lại ha. Đó là cái mấu chốt, đó là cái gọi là không thể nào thiếu được khi mà các bạn muốn lập kèo một cái game đấu nha. Rồi mình lấy luôn được lính siêu cấp cho đồng đội nè. Ê từ từ bắn trụ, rồi ok ngon. Quan sát minimap mình thấy rất rõ, ở trên góc độ này team bên kia khá đông nha. Trước khi lại gần lùm, chúng ta nên sử dụng như một kẻ chết. Trước mắt mình thấy Roger, nhưng mình đói rồi. Nếu muốn ăn kèo khi chơi liên tiếp thì các bạn phải lưu ý giữ khoảng cách càng xa càng tốt với đối phương, vừa đi vừa bắn. Thành công Roger rồi, lúc nãy nhìn TD map mình thấy còn nhiều người lắm nha. Bây giờ tiếp tục chạy lên, dập người là bắn thôi. Nhưng mình đói, chỉ cần giữ khoảng cách thôi là được. Mega kill thành công, chúc các bạn tập luyện hiệu quả. Trời ơi mega kill, oh my chuối, trời đất ơi. Này các bạn ơi, đã quá. Trời ơi, mega kill luôn rồi đó. Mà các bạn coi clip của không like, clip ủng hộ mình nữa là mình buồn, mình khóc luôn đó nha. Nãy mình nói giỡn chơi thôi, mình nói đùa thôi. Nhưng nếu như các bạn coi clip mình nãy tới giờ nè, các bạn thấy khi mà các bạn đến với set đồ của mình đó, đến với cái kênh của mình, các bạn xem những clip của mình á, các bạn biết thêm được nhiều mẹo hay hơn nè, học thêm được nhiều điều để giúp cho các bạn có thể leo rank tốt hơn khi các bạn đến với set đồ, đến với kênh của mình á. Tự ra mình bắn người luôn đấy, vô đây solo xì kêu à, mình xém chết luôn kìa. Đấy, đó là lý do mình nói các bạn nên chơi liên dít và giữ khoảng cách đó, chứ áp sát nó thục mấy cái là chết à. Này các bạn ơi, và nếu như các bạn thấy clip mình hay á, các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho channel của mình với nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều luôn. Nổ nhà chính bên kia win rồi đây, và mình chúc các bạn có một ngày tốt lành và leo lên tốt hơn sau khi xem những clip của mình nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye, vỗ tay nghe kìa.